Xin chào các anh em nhé, tớ là Nguyễn Quốc Hận, AutoCAD đây. Có khi nào với những anh em mới mà đang dùng lần đầu tiên dùng AutoCAD và mới vẽ ra được những đối tượng nhưng lại chưa biết cách sử dụng hệ DIM, thiết lập hệ DIM như thế nào để ta có thể ghi ra được những cái kích thước cho bản vẽ của mình. Và khi mà anh em gõ lệnh DIM như các hướng dẫn ở trên mạng thì lại ra cái chữ số rất là lẻ như thế này. Đấy, hoặc là các cái chữ số nó lại bị rất là nhỏ so với đối tượng của ta như thế này. Đấy, vậy thì làm thế nào để anh em có thể là đi một cách ăn xổi, đi nhanh cho cái bản vẽ của chúng ta mà không cần phải học cách thiết lập loằng ngoằng hoặc là quá chuyên sâu, mất nhiều thời gian. Và tôi sẽ chỉ cho anh em một cách chỉ trong khoảng tầm 15 giây thôi. Là ok, anh em sẽ cùng nhìn trên màn hình nhé. Let's go. Vâng, và anh em cùng quan sát lên bản vẽ đấy nhé. Giả sử đây là một cái bản vẽ mới mà tớ vừa mới tạo mới hoàn toàn, vẽ ra hai cái minh họa là hình chữ nhật và hình tròn như thế này, và hoàn toàn là chưa có thiết lập bất kỳ một cái hệ DIM nào cả nhé, chưa chưa thiết lập DIM. Và nếu như anh em mà người mới ấy, anh em gõ lệnh DLI, đây là lệnh viết DIM đo kích thước theo phương ngang đấy, anh em thấy không ạ? Thì cái chữ số DIM của ta rất nhỏ như này đấy, 1.000, rất nhỏ so với đối tượng của ta, và cái dấu phẩy rất là lẻ như này đấy, hay là DRA là đo bán kính này của đường tròn này đấy, đã đo được bán kính nhưng mà cái bán kính này cái chữ số nó rất là nhỏ. Thế thì chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Thì đầu tiên, lệnh đầu tiên nhá, anh em sử dụng nó là lệnh dim scale. Đấy, dim scale như này, anh em gọi enter. Thì mặc định của nó cái hệ số đang là 1. Bởi vì cái tỷ lệ dim nó đang tương ứng với tỷ lệ bản vẽ 1:1. Thế anh em chỉ cần nhập một cái hệ số đây để nó scale lên bấy nhiêu lần để làm sao khi nào chúng ta bản vẽ ta mà hiển thị ok đấy, là được. Giả sử tới nhập đây là 100. Được chưa? Đấy, thì khi này anh em có thể là gõ đây là y này đấy, thì đi ra này ngay lập tức cái chữ số đã to lên rất nhiều rồi đấy. DRA là lệnh đo cho đường bán kính này đấy, 300 này, được chưa? Đó thì hiện tại cái chữ số đã to, đã giải quyết vấn đề một. Thế trường hợp hai là bây giờ cái chữ số này đang bị lẻ này thì anh em thiết lập tiếp như nào? Anh em cũng xóa đi này, anh em gõ tiếp lệnh d dim này, dac này. Dim dac, và hiện tại sau cái chữ số không nó đang là ba chữ số đúng không ạ, thì em chỉ nhập về là không thôi. Đấy, thì lập tức là chữ số chúng ta sẽ không còn cái dấu thập phân dạng dấu phẩy nữa đấy, anh em nhập vào không, enter. Đấy, thì khi này bây giờ anh em đi lại từ đầu này, đấy, đi lại từ đầu này, DLI này. Đấy, hoàn toàn nó đã là chữ số đã lớn hơn và hoàn toàn là số chẵn này. Đấy, DRA này, đây là cách đi mà nhanh các ăn sổi đấy, mà anh em không cần phải thiết lập hoặc là tìm hiểu một cách lằng ngoằng đúng không ạ, lâu la mất thời gian đó, rất là nhanh. Và đây cách này là cách ăn sổi nhá, tôi cũng chỉ dành cho anh em nào đi đơn giản thôi, còn đương nhiên khi làm bản vẽ chuyên nghiệp thì anh em vẫn phải học cách thiết lập cũng như là vào trong cái bản dim style bằng D này để thiết lập một cách bài bản, được chưa? Ok, video này được kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hữu ích thì có thể là bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Xin chào anh em.